Tại sao không kết hợp du lịch và chụp ảnh cưới ngay tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam? Hana Wedding Studio ảnh cưới có dịch vụ tốt nhất thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ giúp bạn đưa đón tận sân bay, tư vấn các dịch vụ, chọn váy cưới, make up, tạo dáng phù hợp, giúp bạn lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Chi tiết xem ngay tại mô tả dưới video này. Chuyên gia ô tô xe máy nói rằng VinFast đang làm hơi tốt quá. Nguyễn Thanh Hải, người từng phụ trách marketing cho xe siêu sang Bentley và Lamborghini Việt Nam, là một chuyên gia ô tô danh tiếng và là một trong những nhân vật xuất hiện rất sớm ở buổi lễ ra mắt xe VinFast tại Công viên Thống Nhất. Khi nghe phần công bố giá của 3 mẫu xe ô tô của hãng qua bài phát biểu chỉ vỏn vẹn 4 phút của CEO Vingroup Nguyễn Việt Quang, ông Hải quay sang vị khách bên cạnh và nở nụ cười không thể tin nổi cùng một cái lắc đầu. Ấn tượng của tôi đầu tiên về mức giá của 3 mẫu xe VinFast có thể nói là sốc, chắc chắn là dưới giá thành sản xuất. Vì một điều đơn giản là 2 mẫu xe sedan và mẫu SUV của VinFast đang có mức giá dưới giá ở thị trường chính là Bắc Mỹ, nơi mà nguyên gốc của nó là xe BMW X5 và BMW Series 5 đang có mức giá vào tầm 50-60.000 USD. Trước khi VinFast công bố giá, tôi chỉ đoán là sẽ ở trong khoảng tầm 1,3-1,5 tỷ đồng cho 2 mẫu xe đó. Nhưng xuống mức dưới 1 tỷ cho sedan thì đó là một bất ngờ, chắc không chỉ dành cho riêng tôi hay giới chuyên gia trong nước đâu. Xét về mức độ hoàn thiện, tôi đánh giá VinFast còn làm hơi quá. Ý tôi lọc quá nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc, bởi một chiếc xe ở phân khúc đó với mức giá đó không nhất thiết phải cấu hình cao như thế. Ví dụ như bản SUV của VinFast đang dùng treo khí nén thì phải nói thẳng rằng đây là trang bị không bao giờ có ở những chiếc xe tầm 1 tỷ đồng. Tôi nghĩ vì mức giá hiện tại, VinFast sẽ khuấy đảo thị trường trong thời gian gần thôi. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Whatcar Nguyễn Mạnh Thắng, người dành nhiều thời gian sau buổi lễ để ngắm nghía các mẫu xe đến từ nhà sản xuất Việt Nam, cho rằng cách làm giá của VinFast là một kiểu chơi của ông lớn, dù xét về tuổi đời, VinFast mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Với chiếc xe sedan của VinFast, mức giá 800 triệu đồng có nghĩa là đã rẻ hơn cả chiếc Corolla Altis của Toyota, đâu đó ngang bằng Mazda 6. Tuy nhiên, theo như tôi tìm hiểu, thì mẫu xe của VinFast được sản xuất trên giấy phép của BMW và 75% linh kiện của xe VinFast sẽ giống xe BMW. Vậy thì đây là một mức giá hấp dẫn cho việc sở hữu một chiếc xe có xuất xứ từ một thương hiệu nổi tiếng là BMW. Tôi nghĩ rằng chính sách ưu đãi của VinFast cho khách hàng trong thời gian đầu là một trong những yếu tố để kích cầu và tăng sức cạnh tranh. Với VinFast, mục tiêu đầu tiên có lẽ là doanh số, là chiếm lĩnh thị trường, chứ không phải là kiếm lợi nhuận. Đây là cách chơi của một ông lớn. Theo Nhịp Sống Kinh Tế, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!